Em con đâu rồi? Em con đang trong ngủ. Ngủ rồi hả? Dạ. Em lại đây ngồi đi. Nhớ mẹ không? Hả? Mẹ đâu rồi, về chưa? Chưa nữa hả? Tối ngủ khóc không? Có khóc không? Không hả? Có nhớ mẹ không mà không khóc? Dạ. Nhớ hả? Rồi tối ngủ dài. Con ngủ với cha. Cha hả? Rồi cái mẹ nằm đâu rồi? Nằm qua sau hè. Gì? Nằm qua sau hè. Mẹ nằm sau hè hả? Dạ. Sao mẹ nằm ở đó? Ừ, con biết sao mẹ nằm đó không? Không nữa hả? Có gặp mẹ không? Dạ. Gặp mẹ nói gì? Mẹ không nói gì hết. Mẹ không nói gì hết hả? Ừ. Mẹ không có dặn con gì sao? Mẹ có mua bánh cho con ăn không? Có. Có hả? Mua hồi nào? Mua hôm qua. Mua hôm qua hả? Dạ. Mua bánh gì ạ? Bánh khoai tây với bánh sô cô la ha. Dạ. Ăn ngon không? Ngon. Ngon ha. Dạ. Ừ. Con ăn cơm chưa? Ăn. Chưa. Chưa nữa hả? Dạ. Có đói không? Dạ. Con nói bụng không? Không. Không hả? Dạ. Ừ. Rồi con thương em không? Dạ. Thương hả? Thương nhiều không? Nhiều hả? Rồi giờ mẹ con nằm ngoài hè, con ở với ai? Con ở với cha. Với cha ha? Với em hả? Dạ. Rồi chuyện qua khi khiên mẹ con ra con khóc không? Con khóc không? Không, sao không khóc? Sao con không khóc? Con không biết hả? Không biết chưa? Tối ngủ có nhớ mẹ không? Không nhớ luôn. Rồi mẹ nằm ngoài hè rồi có đi vô được không? Được hả? Con kêu hay gì? Con kêu làm sao? Con nói lớn lên đi. Mẹ ơi, vô nằm với con. Con kêu vậy đó hả? Rồi mẹ có nghe không? Mẹ nghe mẹ nói gì sao? Mẹ nói là ừ. Mẹ nói ừ hả? Trời ơi. Mẹ nói ừ luôn. Mẹ còn nói gì nữa? Mẹ không nói gì hết ha. Ừ. Lúc mẹ còn đó, mẹ có dắt con đi đâu chơi không? Dạ, con rồi đi, rồi cha con chở đi. Cha con chở đi ha. Dạ. Ừ. Ba với mẹ con yêu ai nhất? Con. Yêu ai nhất? Con. Yêu con ha. Dạ. Yêu con nhất ha. Dạ. Mà mẹ đi nằm ngoài hè thì con buồn không? Buồn. Buồn ha. Dạ. Mà mẹ không có vô được ha. Dạ. Sao con biết sao mẹ không vô không? Dạ. Không luôn ha. Rồi hồi tối con gặp mẹ hay gì ha, hồi nào? Hồi tối gặp mẹ nói gì sao? Mai mẹ mới về hả? Mẹ đi làm mai mới về ha. Dạ. Ơi. Rồi con có nói con nhà con nhớ mẹ không? Dạ. Con nói làm sao? Mẹ nói là nhớ về với con. Mẹ ơi, nhớ về với con ha. Dạ. Rồi mẹ im ru hay mẹ nói lại? Mẹ im ru. Mẹ im ru luôn. Dạ. Rồi. Rồi. Chú hỏi trả lời đàng hoàng hả con? Dạ. Con nghiệp không? Con nhớ mẹ lắm ha. Dạ. Mà giờ hết thấy mẹ rồi ha. Dạ. Rồi em có khóc không? Không. Không hả? Em có kêu mẹ mẹ không? Dạ. Không luôn. Em muốn sửa không? Em chưa biết mẹ ha. Dạ. Cho con biết mẹ ha. Dạ. Rồi nữa con ở với ba ha. Dạ. Ba nuôi con ha. Đi qua bên bàn nó ngồi con.
Bữa nay mình đem bằng bàn thờ vô đây ha. Dạ, đem bàn thờ vô đây. Mình để bên hông rồi đấy ha. Dạ. Anh trai lại đút nhang nè anh trai. Đó thì cái bàn thờ đem vô đây ha mọi người. Thì con đút nhang mẹ đi. Con đút nhang lại mẹ đi. Bữa nay là 12 giờ mở cái má ha. Đứng lên ngon, đứng lên giấy xong mà mới quỳ. Thấy tội ha, nó có biết gì đâu. Nó chưa biết mẹ nó mất đâu không? Chưa biết luôn ha. Hỏi nó làm sao mà nó nói gì, nó nói heo mà nó có biết gì đâu. Đó là ai? Hình của ai? Hình của mẹ. Hình của mẹ hả? Dạ. Mình cúng trai không ha? Dạ, cúng trai. Cúng trai tới nó cúng 49 ngàn. Đi đi ghê bạn. Rồi cái bữa nay thì qua đây thì hai cha con đã, anh đọc cái địa chỉ nhà của mình nè. Chứ con ngồi xích vô cha. Con mới ghế ngồi xích vô ngồi bên đó. Em đọc cái địa chỉ nhà nè với số điện thoại. Anh có gì người ta có giúp đỡ mình á, người ta điện cho anh rồi anh cho địa chỉ đó. Người ta giúp đỡ thì người ta gửi tiền hay là gửi sữa hay là gửi quà gì đó. Rồi cho mấy bé. Tại vì bây giờ thì em đi qua đây thì cũng được, em đi tùm lum chỗ chừng á. Cũng có nhiều người nhắn tin lắm mà em không có trả lời được. Rồi bữa nay thì em đọc số điện thoại luôn đi với địa chỉ nhà. Số điện thoại của em xài á. Dạ. Em đọc luôn ha. Đọc đi. Số nhà là 516. Xã Vĩnh Thạnh. Huyện Lấp Vò. Tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại là 0364 202 306. Đọc lần nữa, số điện thoại. Số điện thoại là 0364 202 306. Bạn có gì người ta liên lạc với mình á dễ hơn. Dạ. Người ta giúp đỡ người ta gửi sữa gửi tả hay là gửi tiền gì cho bé đó. Dạ. Rồi bây giờ định chừng nào mới đi anh Chánh mới tại là chắc cũng hết tuần. Hết tuần ha. Đám tuần một tháng rồi mới đi. Cũng tuần mới đi ha. Dạ dạ. Rồi giờ không ngày có gặp gì không? Có gặp vợ gì không? Dạ không. Không luôn hả? Dạ. Cũng không ai gặp chứ hả? Dạ không ai gặp. Chưa có chắc chưa có ai thấy á ha. Dạ chưa ai thấy. Chưa mở cửa mã mà. Chưa mở cửa mã bữa nay. Thì bữa nay em qua đây thì em cũng gửi cho anh là 2 triệu ha. Dạ. Là Nguyễn Thị Gấm. Facebook anh Tấn Nguyễn gửi 1 triệu. Một triệu của anh chị trên Facebook là Nguyễn Thị Gấm và anh Tấn Nguyễn. Dạ. Facebook. Cảm ơn anh Tấn Nguyễn, Nguyễn Thị Bút. Chị Gấm, Nguyễn Thị Gấm. Dạ. Còn 1 triệu thì của anh Ta Hành Chí. 1 triệu. Anh Ta Hành Chí này ở Sài Gòn. Cũng trên Facebook luôn. Anh ta vị trí. Dạ. Được 2 triệu. Rồi nếu em đọc số điện thoại xong rồi đó, em có đọc số điện thoại đó nha mọi người. Với địa chỉ đó, có gì mọi người cứ liên hệ với em ấy để giúp đỡ ủng hộ tiền sữa hay là tiền tả gì cho bé ha.
mấy ngày nay ăn uống gì được không? Con bé nó ngủ rồi vậy? Bé ngủ rồi. Ngủ rồi hả? Dạ. Chưa thức hả? Dạ chưa thức. Nó ngủ có khóc không? Dạ không. Tối ngủ sớm mà ngáp dữ con. 8-9 giờ mới ngủ. 8-9 giờ hả? Có nhắc mẹ không? Có. Có hả? Thế con biết mẹ con đâu không? Ừ. Mẹ con đi về với Phật rồi. Phải không? Mẹ con ông Phật dẫn đi rồi. Con là lại phải mạnh khỏe, giữ em tiếp ba nha. Để cho ba đi làm. Ở đây còn anh em. Anh em đồ cũng đỡ chứ nếu mà không không có ai, không có đường bà rồi ấy thì sao mà nuôi được. Có bà chị nuôi phụ chứ còn nếu mình em chắc cũng mới gì sao mà nuôi được. Nổi. Tại vì có đàn bà chăm sóc bé dễ hơn. Là ông thì nó không biết. Em đọc địa chỉ số điện thoại rõ. Có đọc địa chỉ xuống họ rồi. Ừ. Nên cho khán giả người ta biết á. Có ai, trực tiếp đến với em tại anh chị đi suốt không có thời gian á. Tay anh té hả nhờ? Tay con chày gì? Té, hôm qua bị té dưới chỗ cái ấy. Tội nghiệp, có đau không con? Hồi bữa chôn á, nó khóc không? Dạ không. Không biết gì quá à? Dạ, nó không biết. Không biết. Không biết, nó cũng khóc à. Chưa hiểu được. Chưa hiểu được mẹ đi đâu. Con cừ quá à? Dạ. Chưa hiểu được mẹ đi đâu. Kiểu như mẹ nó đi làm thường á ha. Dạ. Nó biết là chỉ cứ nghĩ đi làm. Chỉ biết đi làm. Mẹ nó đi làm cũng từ sáng tới tối, rồi khi tăng ca cũng tới tối ha. Dạ. Vì nó cũng đâu có mến hùng đâu. Dạ, nó mến em hơn đúng không? Dạ. Đeo em nhiều hơn đúng không? Thì ban ngày thì nói chung thì em. Còn ban đêm về thì mẹ nó cũng ít hả. Nếu mà sau này có tiền để làm cái răng lại. Dạ. Làm cái răng dưới lại. Cái đó dạ. Là cái giữ sức khỏe gia đình đó. Mình phải có cái là sức khỏe để nuôi hai đứa bé. Dạ. Yeah. Em đang giống như là em đang trả lại cái ơn với vợ em. Dạ. Yeah. Để em nuôi con cho khéo. Đấy. Vợ em nó sẽ thanh thản hơn nha. Dạ. Yeah. Bé nhỏ ngủ một đêm cũng không khóc nữa ha. Cũng nó khát sữa. Nhớ khóc. Sữa mẹ nó đó. Yeah, đúng rồi. Sữa em nhớ sữa mẹ hả con? Yeah. Nhớ sữa mẹ như tới khát sữa thì nó khóc. Thì... cho bú rồi bắt đầu ngủ. Một đêm nhất cho bú mấy lần quá. Đêm có khi bữa hai lần, có bữa ba lần. Ừ. Bữa nào bé đói thì bữa bốn lần. Ba tiếng bú một lần. Dạ. Ba tiếng, cứ canh ba tiếng em pha một bình dạ. Sữa cho cháu. Vậy ai hức pha sữa? Chị. Chị hức pha luôn? Dạ. Có khi bé khóc thì em giật mình thức dậy. Thì em cũng phụ tiếp. Ừ. Cực lắm á. Dạ. Nữa giờ có thấy vợ? Dạ không. Chưa thấy. Chưa mơ thấy. Chưa mở cửa má mà. Chừng nào mở cửa má. Hôm nay mở hả? Dạ. 12 giờ trưa nay hả? Dạ. Mở cửa má rồi má. Chắc cũng nghĩ là lên chảnh bệnh xong rồi khám rồi chắc đi về đó, chắc nghĩ không sao đó ha. Dạ. Tính là bệnh là đi khám rồi đi về thôi chứ đâu biết là bị nặng quá. Vậy mà nặng cái ra đi luôn rồi. Dạ. Tại vì vợ em có tiểu đường hả? Có tiểu đường huyết á. Tiểu đường huyết à? Dạ. Tiểu đường huyết nó độc hơn tiểu đường hả? À, tiểu đường huyết. Tiểu đường huyết. Em đi làm thợ hồ. Dạ. Hở không phụ? Em phụ hồ. Phụ hồ ha? Dạ. Chưa được hở nữa hả? Dạ chưa. Chưa đi. Lên thợ? Chưa. Phụ là lương được 200 mấy hả? Được 350 rồi. Ừ. Sài Gòn. Sài Gòn vậy? Ở Bình Dương. Bình Dương. Cực lắm. 350 cơm mình ha. Cơm mình. Bao giờ em mới đi Bình Dương gom đồ về? Chắc làm bằng tuần rồi em mới đi. Ừ. Tại làm bằng tuần một thớt rồi lên chảnh tranh thủ rồi về. Ừ. Gom bây giờ đồ. Bây giờ gom là về dưới quê sống nha. Dạ. Không đi nữa. Dạ. Bây giờ con cái gì đi đâu nữa? Sống với hai bé này. Ừ. Cho con nhỏ này học đây luôn á hả? Nó học đây. Tại vì tới hè này là bớt xong là nó vô lớp 1 rồi. Lên dẫn rút học bạ về đây cho nó học ở đây. Ừ. Đi gì nữa mình mướn xe tải trở về ha? Dạ mướn xe tải. Đồ quần áo của mẹ nó cũng còn tránh luôn. Không, quần áo mẹ nó thì em gom về hết rồi. Gom hết rồi hả? Gom ấy hòm hết rồi. Đồ đạc rồi gom hết rồi ha? Dạ. Còn cái nào dư để không hết thì mình đốt bỏ. Ừ. Đốt cho. Đốt cho vào cái răng của vợ mình. Dạ.
ghi họ tên rồi ra ngoài đốt rồi đọc. Đốt rồi đọc? Đốt ngoài mộ hả? Ngoài mộ. Đốt chưa? Đốt rồi. Lát hơn một thì mà 3 ngày đó, anh biết mình mất. Dạ, 3 ngày. 3 ngày là mình biết là mình mất, đã mất còn. Ông hay bữa hôm mới hả? Dạ. Ông hay bữa hôm đọc quá ha. Dạ, ông đầy bữa hôm đọc. Ừ. Dần tới giờ cái ông nói lại. Ừ. Bây giờ 11 giờ rồi, sắp rồi. 12 giờ rồi. Ừ, 11 giờ, còn tiếng nữa. Nuôi cái chừng bằng thằng này là khỏe rồi đó. Dạ, cái chừng bằng đó đó. Khỏe không? Lần này lúc đó nó bự lên là nó giữ em được rồi. Giữ em được. Thương em không? Thương. Nhiều không? Thương. Nhiều lắm hả? Em giống ai con? Em giống cha. Em giống cha. Thế con giống ai? Con giống cha. Thôi ai giống mẹ? Thế ai giống mẹ? Không ai giống mẹ. Trời ơi, đồ nhiều quá. Mẹ đi về hư vô ấy. Mến cha nó ghê thiệt chứ. Con trai mà mến trai ha. Dạ. Trai chứ bự con đó. Giống cha. Ai cũng khen con đẹp trai hết. Bây giờ con là dáng sống hiếu thảo là lấy đức ha. Hiếu thảo mến cha ha. Ngoan hiếu thảo mến cha. Ngoan. Ngoan ha. Là nói tiếng một lần nghe. Ừ. Là dọ người ta cũng thấy gì người ta thương. Thế hả? Dạ. Nó tiếng một lần nghe ha. Mỗi khi người ta có gì cái người ta cho nó ăn. À, ha. Biết quát, cụ tạo gì, bánh trái gì đem lại cho nó. Mày nó ngoan chứ, cái nói chuyện nó lễ phép. Ngoan, hiền là cái động viên của em. Dạ. Dạy bên dạy nó. Bây giờ vợ mình cũng còn rồi, mình còn hai đứa con. Dạ. Em bù đắp lại cho vợ em là em chăm sóc nó. Ha. Dạ. Dì nó còn ở không ha, dì rồi? Cô ba, cô năm. Cái bà bữa hóm cái gì dì ba. Ừ. Dì ba nó về bệnh. Dì bên chồng nha. Dạ. Dì bên chồng. Ta cũng có hai đứa con gái. Bên này hai đứa con trai. Bên này hai đứa con trai. Tại dì ba nó mấy bữa nay xỉu hoài với mệt rồi, không có qua. Mệt ha. Dạ. Xỉu hoài ha. Cái người bữa hôm đó. Cái tình cảm á, chị em ta sâu nặng lắm. Đúng rồi. Bây giờ còn có hai chị đi. Em mà đi hai hết chị mà chị còn. Rồi. Ba mẹ mất rồi, còn có ba hai mẹ chị nữa. Em. Dạ. Ba mẹ mất rồi. Đau. Đau quá. Đó, thì bữa nay Minh Tăng vô đây cũng gửi 2 triệu cho em tên gì? Cô này. Anh em tên Hiền. Hiền. Em Hiền. Đó, em Hiền cũng có đọc địa chỉ số điện thoại lên ha mọi người, có gì mọi người liên lạc với em Hiền ha. Em đọc thêm 506. Xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại 0364 202 306. Thì số điện thoại với địa chỉ của em Hiền đó mọi người, có ai thương rồi cho bé tả với sữa ha. Trực tiếp. Minh Tăng cũng xin chào mọi người, chúc mọi người luôn mạnh khỏe, làm ăn phát tài nha.